Rồi, kính thưa quý vị đồng nghiệp, hôm nay tôi xin trình bày đề tài vai trò của ICS khí dung trong điều trị xử trí cơn hen sớm, cơn hen cấp tại nhà. Thì phần trình bày gồm có 4 phần. Chúng ta thấy là hen, tỷ lệ hen ở trên toàn thế giới đến năm 2015 có khoảng 334 triệu người bị hen. Trong đó 1 trên 250 ca tử vong trên thế giới là hen, chiếm 1 trên 250 ca. Và 1 phần 3 trẻ em phải nghỉ học tại Đông Nam Á, cũng như 1 phần 4 người trưởng thành phải nghỉ việc tại Đông Nam Á. Và chi phí chăm sóc bệnh nhân chiếm tỷ lệ cao nhất trong chi phí điều trị bệnh hen. Và tỷ lệ hen mới mắc hàng năm thì cao nhất ở lứa tuổi mẫu giáo như chúng ta thấy ở đây, dưới 4 tuổi. Và tỷ lệ nhập cấp cứu do trẻ em bị hen dưới 5 tuổi cũng khá cao. Nhập viện cấp cứu do hen cao hơn ở trẻ 0 đến 4 tuổi, và gánh nặng hen như vậy thì nó nằm ở trẻ nhỏ nhiều hơn. Và chúng ta thấy mục tiêu xử trí cơn hen cấp, làm sao bệnh nhân ra khỏi tình trạng thiếu oxy, hồi phục tình trạng tắc nghẽn đường thở dưới và giảm nguy cơ tái phát trong cái đợt bệnh là nguy cơ, là cái mục đích chính. Và đây là phân loại cơn hen cấp ở trẻ em 5 tuổi. Chúng ta cần chú ý là trong những trường hợp nặng thì SpO2 nó dưới 90% ở trẻ trên 5 tuổi. Trong khi đó thì những trẻ em hen cấp dưới 5 tuổi, 92% SpO2 dưới 92%, đây là cái mốc quan trọng để chúng ta chú ý, đây là trường hợp nặng. Và chúng ta thấy năm 2020 người ta phân loại nhẹ và trung bình là nó chung một nhóm với nhau. Và trong chẩn đoán hen cấp thì có hai cái bước quan trọng, là bước 1 xác định giai đoạn diễn tiến cơn hen, tức là bệnh nhân có vào cơn cấp thực sự hay không, và bệnh nhân hay là bệnh nhân đã ra khỏi cơn cấp rồi. Khi nào ra khỏi cơn cơn cấp, tức là nhu cầu dùng thuốc cắt cơn dưới một lần trong 4 giờ. Cái bước thứ hai là xác định độ nặng cơn hen. Bệnh nhân có phân độ độ nặng cơn hen nhẹ, trung bình hay nặng như tôi đã chú thích ở trên. Và quan trọng nữa là bệnh nhân có các dấu hiệu cảnh báo cơn hen nặng hay không. Nếu bệnh nhân có cái dấu hiệu cảnh báo cơn hen sớm, cảnh báo cơn hen nặng thì phải dùng sớm corticoid. Đây là cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Và như vậy thì dấu hiệu cảnh báo cơn hen cấp nặng như thế nào? Tiền sử bệnh nhân gần như là tử vong một đội đặc biệt khí quản vì hen là trong vài năm trước hay là vừa mới đây cũng là cái dấu hiệu cảnh báo cơn hen nặng. Hoặc là bệnh nhân trong vòng năm qua đã nằm viện hoặc phải cấp cứu vì hen thì là dấu hiệu cảnh báo cơn hen cấp nặng. Hay là bệnh nhân đang sử dụng corticoid mà bệnh nhân không tuân thủ tự động ngưng thì chúng ta thấy cũng là nguy cơ. Hoặc bệnh nhân trong cái toa bệnh nhân đem đến với chúng ta, bệnh nhân vừa mới ngưng corticoid hoặc là đang uống corticoid thì đây là cái nguy cơ nặng. Hoặc là bệnh nhân sử dụng quá mức cái SABA là salbutamol, đặc biệt là hơn một bình xịt một tháng. Điều này làm cho nguy cơ bão hòa cái beta 2 receptor. Hay bệnh nhân thiếu kế hoạch hành động và điều trị xử trí hen, hoặc là dị ứng thức ăn đã được xác định lần này lên cơn vì ăn cái gì đó xong vào cơn, hoặc là khi vào sốc phản vệ. Hay bệnh nhân có tiền sử tâm lý hoặc có vấn đề tâm lý xã hội. Và chúng ta thấy là điều trị cơn hen nó sẽ bao gồm giá nào cũng phải hỗ trợ OH, nhất là khi SpO2 dưới 92%. Dùng các cái thuốc giãn phế quản, ví dụ SABA, SAMA là iprazolamide, magnesulfate, theophylline trong những trường hợp nặng. Corticoid thì chúng ta có 3 dạng: uống, dạng chích và dạng khí dung. Và chúng ta thấy lý do tại sao chúng ta sử dụng cái corticoid, vì lý do là sau khi vào cơn có hiện tượng co thắt, cái big flow nó giảm. Nhưng mà nếu chúng ta không duy trì kháng viêm, hiện nền tim viêm còn thì có nguy cơ là corticoid nguy cơ tái phát, do đó chúng ta không quên sử dụng corticoid để điều trị cái hiện tượng viêm này. Và vai trò ICS trong điều trị cắt cơn hen thì chúng ta biết rằng ICS liều cao nó sẽ tham gia vào cắt cơn hen, ICS liều thấp và trung bình thì tránh tái phát ngay sau cơn cấp và chúng ta điều trị 5 ngày sau cơn, hoặc là chúng ta dùng điều trị liều thấp để phòng ngừa lâu dài. Đó là vai trò của ICS. Và chúng ta thấy rằng là dùng kháng viêm ngay để cắt cơn khi nào bệnh nhân có những cái yếu tố như tiếp xúc dị nguyên, nhiễm trùng, chất kích thích, nguy cơ vào cơn, chúng ta có thể dùng kháng viêm ngay tức thì điều này tôi sẽ nói phía sau kỹ hơn, thì sẽ có cái giảm dập được cái hiện tượng viêm và bệnh nhân tránh nó vào cơn, phải sử dụng thực sự phải dùng corticoid trong phần thân. Và năm 2019 thì Gina đã đưa ra các cái chỉ định sử dụng corticoid trong cắt cơn, ví dụ như bệnh nhân đang có cơn hen nặng nguy kịch là giá nào phải sử dụng corticoid. Cơn hen nhẹ trung bình sau khi phun SABA một lần không bớt chúng ta sử dụng corticoid, hoặc là bệnh nhân nhẹ trung bình nhưng mà có dấu hiệu cảnh báo cơn hen cấp nặng hoặc đáp ứng không hoàn toàn sau khi dùng giảm phế quản một giờ, bệnh nhân đang dùng corticoid thì chúng ta có chỉ định. Và cái cơ chế sử dụng ICS liều cao là cơ chế khởi phát tác động không qua gen, nó ảnh hưởng tới sự tái hấp thu norepinephrine của tận cung synapse, làm cho
cái nồng độ norepinephrine vẫn còn cao, gây ra co mạch, mạch máu, làm cho cái giảm cái hiện tượng máu lên cái đường hô hấp nhiều, cái phù nề, và nó tăng tiết. Và chúng ta biết rằng lượng máu trung bình ở đường thở bệnh nhân cao hơn 24-77%, do đó thành ra là bệnh nhân khi mà chúng ta sử dụng ICS liều cao như vậy gây co thắt và giảm cái lượng máu lên phổi rất là hiệu quả. Và đây là chúng ta thấy nó thời gian tác dụng nó nhanh, và Buneuric nó làm kéo dài thời gian lưu trú tại mô phổi cũng như là hạn chế tác dụng phụ toàn thân. Từ 2018 thì ICS đã được GINA đưa vào để điều trị cắt cơn hen, và khi phối hợp với SABA có hiệu quả giảm phế quản cao hơn salbutamol đơn thuần, hoặc là ICS kết hợp với salbutamol thì nó có hiệu quả hơn là corticoid toàn thân với salbutamol, vì lý do là chúng ta thấy corticoid toàn thân thì cần phải có thời gian kích thích quá chất chống viêm hay là ức chế tổng hợp quá chất gây viêm thì nó cần thời gian. Và hiệu quả so sánh với ICS thì ICS tương đương với corticoid uống trong ngăn ngừa tái phát cơn hen, và ICS kết hợp với lại cái corticoid uống còn hiệu quả hơn là corticoid đơn thuần trên giảm tái phát cơn hen sau khi ra khỏi phòng cấp cứu. Đây là chứng cớ B. Và chúng ta thấy rằng khi vào cơn thì nếu mà chúng ta sử dụng cái ICS liều cao ngay từ đầu thì nó làm giảm nhu cầu nhập viện ở bệnh nhân không dùng corticoid toàn thân, và đây là chứng cớ A. Chúng ta cần nhớ sử dụng ngay từ đầu. Và nó ở một cái tác giả khác người ta cũng thấy rằng dùng ngay phòng cấp cứu phối hợp với giãn phế quản thì nhờ cái tác dụng nhanh của nó rất là quan trọng để cắt cơn, trong khi corticoid toàn thân thì tác dụng chậm, chúng ta phải đợi tới 3 tới 4 tiếng sau. Và chúng ta có đồng thuận về ICS khi dùng hen ở trẻ em, sử dụng cơn hen cho hen nhẹ trung bình cũng có phối hợp ICS liều cao trong những trường hợp mà bệnh nhân không thể uống hoặc là đường toàn thân, còn nếu mà hoặc là chỉ định kém đáp ứng với điều trị ban đầu. Còn cơn hen nặng thì chúng ta sử dụng hết, có cái gì lấy ra sử dụng hết, từ Oxy, Saba, Sama, corticoid toàn thân và phối hợp với cái ICS liều cao. Và đồng thuận quốc gia về liệu pháp khi dùng cũng nhấn mạnh là chúng ta sử dụng ICS khuyến cáo trong điều trị trợ cấp, chúng ta sử dụng 1 picam lặp lại 2 lần, lặp lại liều 2 nếu không cải thiện, và sau đó thì duy trì 1 picam 2 lần trong 5 ngày. Và chúng ta thấy điều trị duy trì ở nhà, khi nào bệnh nhân có lên cơn thì chúng ta có thể điều trị sớm cơn hen cấp tại nhà bằng cách gấp đôi liều ICS mà MDI chúng ta có sẵn, hoặc là chúng ta sử dụng ICS liều cao 1-2 microgram 2 lần một ngày trong vòng 1-2 tuần thì giảm cái nguy cơ nhập viện. Cái phác đồ điều trị của Nhi đồng 1 năm 2020 cũng không có cái gì ngoài những trường hợp này, là chúng ta thấy là cơn hen trung bình có yếu tố nguy cơ tử vong cao, hoặc là những trường hợp bệnh nhân có chống chỉ định với corticoid toàn thân, trẻ ói hoặc không chịu uống prednisone, hoặc bệnh nhân có cơn hen nặng nguy kịch, thì chúng ta có thể sử dụng 1 microgram Buneuric khi dùng lặp lại 30-60 phút. Và chúng ta cần nhớ ngay sau khi cắt cơn hen thì chúng ta có thể tiếp tục duy trì cái kháng viêm này 3-5 ngày, hoặc là nó có thể là uống 1-2 microgram prednisone 1 kg một ngày trong vòng 5 ngày. Và xử trí cơn hen cấp ở nhà thì chúng ta thấy rằng là nếu cơn hen trở nặng tại nhà thì chúng ta sử dụng cái Buneuric 1 microgram 2 lần, sáng 1 lần, chiều 1 lần, 1-2 tuần, thì nó hoặc là bệnh nhân có ICS MDI thì chúng ta có thể tăng liều gấp đôi liều ICS đó, thì có thể dập được cái hiện tượng viêm ở giai đoạn này để tránh bệnh nhân vào cơn. Và dĩ nhiên là bệnh nhân vào cơn thì chúng ta phải sử dụng cái liều 1 microgram cách nhau 30 phút để ra cơn, sau đó chúng ta phải duy trì kháng viêm để cho bệnh nhân không có tái phát trong đợt bệnh này, hoặc là điều trị duy trì tiếp theo trong vòng vài tháng tới. Và vai trò ICS khi sắp vào cơn thì người ta thấy rằng hiệu quả khi tăng liều ICS ngay khi có triệu chứng nặng hơn, liều cao ICS giúp ngăn tiến triển thành cơn kịch phát nặng, và sử dụng cấp 4 liều ICS khoảng 2.000 microgram một ngày Buneuric sau khi ngay khi mà cái lưu lượng đỉnh giảm thì giúp hạn chế tỷ lệ phải sử dụng cái corticoid thường uống. Tuy nhiên là người lớn thì chúng ta mới đo được cái này, và ở trên người lớn thì với triệu chứng nặng, liều cao ICS trong vòng 7-14 ngày có hiệu quả tương đương với sử dụng cái corticoid ngắn ngày, và chứng cớ này là chứng cớ A. Như vậy thì khuyến cáo điều trị sớm cơn hen cấp tại nhà khi trẻ bắt đầu có dấu hiệu cơn hen cấp hoặc có triệu chứng viêm lông đường hô hấp trên khởi phát cơn hen, tức là những trường hợp mà bệnh nhân cơn hen lên cơn hen do cái kích thích viêm lông đường hô hấp, ho, sổ mũi hoặc nhiễm siêu vi v.v. thì chúng ta cần cấp đôi liều ICS
hoặc là chúng ta sử dụng khí dung tại nhà để cho bệnh nhân không có nguy cơ vào viện, để cho bệnh nhân không nguy cơ sử dụng cái corticoid đường uống, và thời gian điều trị 1-2 tuần, không quá 2 tuần, rồi sau đó quay lại trở lại điều duy trì. Với khuyến cáo này thì 83-94% trẻ có thể quản lý cơn thăng cấp tại nhà, và chúng ta thấy dùng corticoid thường xuyên thì nó sẽ tăng tần suất gãy xương ở trẻ trai cũng trẻ gái, cũng như là tăng 21% nguy cơ loãng xương khi dùng 5 đợt corticoid ngắn ngày trong cái vùng của cả một bệnh sử của đứa nhỏ đó. Thì chúng ta áp dụng thực tế lâm sàng như thế nào? Làm sao chúng ta nhận biết theo diễn biến xấu để xử trí sớm tại nhà, và xử trí sớm cơn hen cấp tại nhà như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng cách nào để đạt hiệu quả phòng ngừa hen, chúng ta tránh yếu tố khởi phát cơn hen, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ vào cơn hen cấp, và giáo dục thân nhân biết cách nhận diện, xử trí kịp thời khi trẻ sắp vào cơn hen cấp thông qua việc thiết kế bản kế hoạch xử trí cụ thể hen cụ thể cho từng bệnh nhi, và khuyên bệnh nhân phải tuân thủ kế hoạch phòng ngừa bằng thuốc để tránh lên cơn. Thì tránh các yếu tố khởi phát cơn hen thì chúng ta quá biết rồi, khói thuốc lá, chó mèo, bụi bặm vân vân, và chúng ta có thể là khuyên bệnh nhân là phải tránh các yếu tố này thường xuyên. Và chúng ta có cái bản kế hoạch tự xử trí suyễn, xử trí hen suyễn, thì chúng ta thấy nếu màu xanh, bệnh nhân thở tốt, không ho, không khò khè, ngủ ngon giấc, dễ dàng vui chơi, thì chúng ta cứ tiếp tục xử trí như là cái nền bằng cái ICS thường ngày. Nhưng mà khi bệnh nhân đang có diễn tiến xấu, ví dụ như bệnh nhân có triệu chứng viêm lông, bệnh nhân bắt đầu là bác sĩ ơi tối hôm qua con tôi nó khó thở, nó có ho, có khò khè, có đau ngực, nó ít chơi, thức đêm vì ho, thì chúng ta thấy rằng là đây là nguy cơ cái vùng vàng, thì chúng ta khuyên là chúng ta phun khí dung Sapa để cho bệnh nhân ra cơn. Đồng thời chúng ta vào thời điểm này chúng ta có thể sử dụng khí dung Vidinuzic 1000mg 2 lần, sáng 1 lần, chiều 1 lần trong vòng 1-2 tuần, rồi chúng ta ngưng, thì sẽ giảm cái nguy cơ là bệnh nhân vào cơn hen thật sự và cần phải nhập viện hay là cần phải uống corticoid. Nếu bệnh nhân có ICS, MDI thì chúng ta tăng liều gấp đôi trong vòng 1-2 tuần. Thì Gina cũng khuyến cáo như vậy, và hội hô hấp cũng có cái phác đồ như vậy. Và nếu bệnh nhân vào vùng đỏ thì chứng tỏ là nó không có hiệu quả, bệnh nhân hoặc là ngay đầu tiên chúng ta thấy bệnh nhân có kích thích, thở co kéo, lẫm ngực, không thể nói chuyện, tím môi đồ chi, thì là giá nào cũng vô bệnh viện và xử trí như cơn cấp thực sự. Và trên đường đi thì chúng ta sử dụng 4 nhát Pantolin, tức 4 nhát Sapa mỗi 20 phút trên đường đi, và chúng ta gọi cấp cứu. Thì chúng ta thấy là Gina 2021 cũng nhấn mạnh là nếu mà chúng ta sử dụng cái ICS liều cao ngay từ đầu thì có giảm cái nguy cơ vào cơn hen nguy kịch, tức là nhất là những trường hợp mà bệnh nhân có khởi phát do virus. Và lưu đồ xử trí cơn hen cấp tại nhà thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đang điều trị duy trì cái ICS, nếu kiểm soát tốt thì chúng ta giảm liều, nếu kiểm soát kép chúng ta nâng liều, phải coi cái kỹ thuật sử dụng như thế nào. Người ta còn nói đến cái đồng thuận quốc gia còn nhấn mạnh là điều trị sớm cơn hen cấp tại nhà bằng cái tăng cấp lôi điều ICS hoặc corticoid tại chúng sử dụng tại nhà, thời gian điều trị 1-2 tuần và không cần quá 2 tuần, sau đó rồi về lại điều duy trì. Và với cái điều này thì chúng ta sẽ giảm cái nguy cơ nhập viện tới hơn 80%. Và chúng ta thấy là có những yếu tố nào nói lên nguy cơ vào hen ở trẻ dưới 5 tuổi, ví dụ như là hen không kiểm soát, không tuân thủ điều trị, có một hoặc nhiều đợt kịch phát năm qua, bắt đầu cái mùa trẻ dễ lên cơn, tức là bắt đầu vào mùa thu, thì đối với cách của có thể ở khí hậu ở miền Bắc, còn ở miền Nam thì bắt đầu vào mùa mưa thì dễ lên cơn của trẻ, hoặc là trẻ có tiếp xúc với thuốc lá, ô nhiễm dị nguyên, rồi có vấn đề tâm lý xã hội hoặc tuân thủ kém thuốc phòng ngừa là có thể có yếu tố nguy cơ vào hen vào tháng tới. Mình khuyên bệnh nhân là có những yếu tố nguy cơ bắt đầu có cái triệu chứng khởi phát báo động cơn hen thì mình sử dụng sớm cái corticoid khí dung tại nhà thì có thể ngăn bệnh nhân có thể vào cơn. Hoặc là có những cái yếu tố nguy cơ giới hạn luồng khí cố định thì chúng ta biết rằng cơ chế của hen là giới hạn luồng khí thở ra không cố định, tức là có lúc thì cái FOV1 nó giảm, có lúc FOV1 nó bình thường. Còn những trường hợp mà người ta đo cái chức năng hô hấp FOV1 cố giảm cố định, tức là lúc nào cũng dưới 60-65% thì có nguy cơ vào cơn hen. Hay là nhưng mà tuy nhiên là trẻ dưới 5 tuổi thì chúng ta khó mà đo được cái FOV1 này. Hay là bệnh có bệnh sử viêm tiểu phế quản tái đi tái lại là nguy cơ.
hoặc là bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ tác dụng phụ của thuốc, thí dụ như đã thường xuyên uống corticoid rồi dùng ACE liều cao thường xuyên, hoặc là có tác dụng phụ như là có nấm miệng vân vân, là những yếu tố nguy cơ của thuốc. Để kết luận thì chúng ta nhớ một điều là corticoid sớm, sử dụng corticoid liều cao khi dùng sớm tại nhà kèm với SABA sẽ giảm tỷ lệ nhập viện cũng như giảm nhu cầu phải cần chuyển sang corticoid uống để giảm cái nguy cơ sử dụng tác dụng phụ, bị tác dụng phụ của corticoid. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị.